Dạ rồi, hẹn tới Oro Sài Gòn kính chào anh em. Chúc anh em là một cái bộ rebound của hãng Acom. Acom ha, thì lâu lắm em mới về được một bộ. Thì đây là những cái dòng mà bộ rebound hình thức rất là ngầu và chất âm là rất tuyệt vời, vượt xa cái tầm tiền rất là nhiều. Và được rất nhiều anh em săn đón để chơi những cái cặp dòng loa Mỹ, như cái dòng loa Mỹ cổ hoặc là những cái dòng JBL tay nôi. Đây là dòng công phúc tầm tiền, anh em chơi những cái cặp loa em vừa nói trên là rất là tuyệt vời luôn. Đây là cái bộ rebound Acom đồng bộ, thì chiếc rề nó có model là GFB 3 số 5 và chiếc bao có model là GFA 3 số 5. Thì đối với cái model này được hãng Acom sản xuất vào năm 1985 đến năm 1990 ha. Đấy, thì cái bộ này là nó sản xuất vào năm 1996. Đây, thì trên nó có hiển thị đát năm sản xuất luôn ha. Thì nó có phần kích thước xoay ngang qua là 43 và cao lên cả bộ là 27. Cao lên là 27 ha, rất là cao. Cái bao không là cao gần 20 rồi. Đấy, và nó sử dụng điện 120V và công suất chiếc bao là lên đến 1000W. Ha, 1000W. Thì về phần công suất thật là loa cho 8 ohm, thật là loa cho 8 ohm anh em ha, là 200W trên mỗi kênh 8 ohm, và đối với 4 ohm và 6 ohm nó sẽ lớn hơn nữa. Và chiếc bao nó sử dụng 16 sợi sắt Toshiba chữ đỏ và một con vô màu xuyến rất là to. Đấy là một cấu hình rất là lớn ha, cấu hình rất lớn trong cái tầm tiền là 14.500. Đấy, để anh em chơi những cặp JBL Bass 30 40 những cái dòng loa Mỹ, những cái dòng tay nôi thì rất là tuyệt vời rồi, không có gì phải bàn. Đặc biệt là những cái dòng lo mà khó tính, khó ra tiếng bass, những cái dòng lo nén không có lo hơi á, thì những cái bộ này cho anh em chơi trong cái tầm tiền rất là hay, rất là tuyệt vời luôn. Thì đối với những người Mỹ, người ta thiết kế là đơn giản thôi, chứ bao anh em nhìn thấy đơn giản không. Thì phần chiếc rề thì phần phía trên này nó có bass nè, em xin lỗi, này là ba lăng bass nè, chép nè, nút tông và lunette ha, này là lunette và chỉ ngõ và volume, rồi chỉ đơn giản thôi. Còn phần power, phần chiếc bao thì có nút nguồn thôi phía trước thôi. Đây phần hình thức nè, thì nó thiết kế rất là đơn giản, đậm chất cho ha. Đây phần chiếc rề nè, đầy đủ có cổng ăn chơi hết, rồi series chiếc rề ha, 440. Và đối với chiếc bao thì nó có là 5142 ha, công suất nè, điện 120V, công suất là 1000W mát ha. Thì được in vào thì chúng ta có thể CT hoặc mono. CT thì nó cho 200W trên một kênh 8 ohm, và mono thì cho 600W trên một kênh 8 ohm ha. Dù anh em sử dụng hai cục như này đánh cho một cặp lo thì nó cho ra 600W trên một kênh 8 ohm, rất là lớn. Đây, đây là chế độ CT hoặc mono, chúng ta gạt xuống. Đây cầu lo, cầu lo thiết kế bắp chuối ha. Đây thông số nó. Thì tất cả điều hàng sản xuất tại USA hết anh em ha. Thì đối với Acom là USA, không có nước thứ hai hoặc thứ ba. Nó chỉ có hàng nội USA thôi. Đấy. Thì bằng hình thức như vậy. Thì chiếc rề em đã mở sẵn nắp đó rồi. Đây, thì ốc ác đã mở hết rồi, chỉ có quay phần nội thất và test cho anh em. Đây. Đồ Mỹ người ta làm rất là đơn giản thôi. Nhưng mà chất âm rất là hay ha. Đấy. Rồi, chút xíu bây giờ em sẽ test. Thế xong rồi em sẽ mở phần chiếc bao cho anh em xem. Thì tất cả đã hoạt động hoàn hảo trước khi gửi nó cho anh em. Và hàng thì zin nguyên bản cho anh em chơi ha. Thì về phần nắp ha, phần nắp thì em sẽ phần nắp chiếc rề nè, nó hơi chạy chạy chút xuất nhẹ nhẹ, em sẽ sơn lại cho anh em. Còn phần nắp của chiếc bao thì rất là đẹp, không cần phải sơn ha. Đấy, hiện trạng là như vậy, còn lại là rất là đẹp. Rồi, em sẽ mở nguồn lên. 200W trên một kênh 8 ohm là đủ sức anh em chơi những cái cặp lo 25, 30 và 40 à. Rất là lớn, anh em phù hợp anh em chơi những dòng lo Mỹ và JBL rất là tuyệt vời luôn, trong cái tầm giá nó mang lại. Rồi, em sẽ lay nhạc ha. Thì hôm nay em test chung với nó là một cặp JBL 4425, vừa rồi em có quay clip chi tiết rồi ha. Giá là 33 triệu, em bao ship toàn quốc. Và bộ rebound thì 14.500 em cũng bao ship toàn quốc luôn ha. Đây là volume ha.
răng nhòa thành phố khơi bao kỷ niệm buồn. Ngày mai tôi lên đường, ai người thương đời lính từng bước thầm qua đêm nặng nề nhìn mưa ướt công viên. Hôm nào giặc đốn pha cho em mắt lệ nhòa, đoàn quân hiên ngang về chiếm lại sân trường cũ và dáng người em thương. Lời nguyện thầm buông giữa giao đường, từng bước đi từng kỷ niệm đời trai linh chiến, chuyện buồn vui tiền tuyến. Chương đài thương yêu này xin gửi cho mây cuối phương trời. Ngày mai tôi đi rồi, thôi đành xa đành mất, đời lính là muôn nơi. Thành phố này xin trả cho cực kỳ tơi luôn ha. Đây anh em buồn chép nè. Tiền tuyến sáng mơ chi dìu gót son ha. Đây bass là rất là uy lực để thích hợp anh em đánh những cái cặp lo nén, những cái dòng lo cổ mà không có lỗ hơi á. Anh em chơi những cái bộ rì bào vô đánh tuyệt vời luôn. Đây rồi thì bây giờ em sẽ quay phần nội thất của chiếc bao cho anh em xem ha. Rồi để em tắt cái rút dây ra. Dạ đây là phần nắp của chiếc bao nè, thì em cũng đã mở sẵn ra, ốc ác là sẵn rồi. Phần nắp thì nó rất là đẹp, chữ nghĩa còn nguyên si ha. Đây là tổng thể nội thất của chiếc bao nè. Đây anh em xem thì toàn bộ nó sử dụng tụ của hãng Acom không ha. Đây các chân còn vàng ống ánh hết trơn, tụ 15.000 US 125V à, thì 1986 luôn nè. Đây. Để mình lấy nét lại. Rồi. Thì mỗi một vế như thế này sử dụng là 4 sò sắt Toshiba chữ đỏ ha. Thì em quay gánh đèn led thì anh em thấy những cái chấm bụi này nè. Đó, này đèn led thì anh thấy sẽ thấy những cái còn bụi bặm chứ mà mình thấy bên ngoài thì nó không có bụi nhiều như vậy đâu ha. Đấy. Nè. Những cái dòng sò của 9090 rồi đó nè. Này. 424 nè, 424 và 554 ha. Thì mỗi quế này là 4 con, hai quế là 8 con. Phía bên đây cũng vậy ha. Đây một tông khôn nguồn xiến nè và 4 tụ lọc như thế này. Đấy, tổng thể rất là đẹp. Tụ qua cơm không nè ha. Tụ của hãng Acom sản xuất luôn. Đây. Đó, nó rất là sâu, từng ngóc ngách thì những cái ngóc ngách sâu quá thì em không có vệ sinh tới, nó vẫn còn tí bụi trong đó. Rồi, tổng thể rất là keng. Rồi thì cũng xin kết thúc tiếp nha. Và giá
giá là 14.500 em bao ship toàn quốc cho bộ rebound Acom, rất là đẹp và chất âm là tuyệt vời, vượt cái tầm tiền luôn ha. Rồi em xin kính chào nè, chúc em một ngày cuối tuần thật vui vẻ. Rồi em xin cảm ơn.